Tại chính trường Pháp cũng có những diễn biến mới. Ngày hôm qua, Tổng thống nước này Emmanuel Macron đã bác bỏ lời kêu gọi từ chức từ phe đối lập, đồng thời cam kết là sẽ bổ nhiệm thủ tướng mới sau khi thủ tướng Michel Barnier từ chức do chính phủ sụp đổ sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm diễn ra trước đó một ngày. Trong bài phát biểu, Tổng thống Pháp Macron kiên quyết bác bỏ lời kêu gọi từ chức từ phe đối lập, đồng thời nhấn mạnh việc sớm lựa chọn thủ tướng mới cũng như ưu tiên vấn đề ngân sách. Trong cuộc bầu cử năm 2022, cử tri cả nước đã tin tưởng giao cho tôi nhiệm vụ 5 năm phụng sự đất nước, và tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ này đầy đủ đến cùng. Tôi sẽ bổ nhiệm một thủ tướng mới trong những ngày sắp tới để thành lập một chính phủ vì lợi ích chung, đại diện tất cả các đảng phái chính trị. Vào đầu năm tới, chính phủ sẽ đưa ra dự thảo ngân sách mới. Bên cạnh đó, người đứng đầu Điện Élysée cũng thừa nhận trách nhiệm đối với quyết định kêu gọi bầu cử quốc hội sớm vào mùa hè năm nay, với kết quả là không đảng nào giành được thế đa số tại cơ quan lập pháp. Trước đó, ông Macron đã có cuộc gặp với các đồng minh và các lãnh đạo tại quốc hội để tìm kiếm người thay thế Thủ tướng Barnier sau khi chấp thuận đơn từ chức của ông này. Trong thời gian chờ thành lập chính phủ mới, Tổng thống Macron đã yêu cầu ông Barnier lãnh đạo chính phủ lâm thời để xử lý các vấn đề hiện tại.